Alo Hoàng à, anh đang đón khách. Sao? Em đau bụng á? Em đau ở đâu? Rồi, anh về ngay, anh về ngay. Cố chị đau nhá, anh đưa em đi viện khám. Đỗ xe thế này ra làm sao được? Xe ai đây nhở? Xe này là xe của chị Linh à? Cà phê. Chị Linh ơi, chị Linh. Sao, có chuyện gì? Thằng Hoàng nhà em ấy, nó bị đau bụng rồi. Em nghi là bị đau ruột thừa, cho nên em đưa nó đi viện để khám chị ạ. Mày bị điên à? Thế thì liên quan gì đến tao? À, mày định vay tiền tao đúng không? Không có rồi đấy. Không phải chuyện vay tiền, mà là cái xe của chị ấy, nó chắn trước xe của em. Em không đi được thì làm sao em đưa em xe em đi viện được? Thế thì làm sao? Mày muốn cái gì nói luôn đi. Thế thì bây giờ chị có thể ra đánh cái xe gọn nó giúp em được không ạ? Mày điên à? Tao đâu có rảnh đâu, tao đâu uống cà phê mà. Trời ơi, em xin chị đấy, cà phê thì lát nữa uống cũng được mà. Bây giờ chị cần ra đánh nhẹ cái xe đi, xong em đi qua là xong mà. Chị giúp em đi. Rõ là làm chuyện, đi ra trước đi, lát tao ra. Dạ vâng, chị nhanh giúp em nhé. Còn đau lắm không em? Sắp giờ đi viện cho anh. Em chịu khó đợi một lát nhá, sắp đi được rồi. Ô hay chị Linh, giờ mà chị còn chụp ảnh được à? Em trai của em đau sắp hết ra xe rồi kia kìa. Chị đánh cái xe giúp em với. Này này, mày có im mồm đi để cho tao selfie không? Mày có biết là tao chưa chụp đúng cái ảnh đẹp nào để thay ảnh đại diện không? Em mày cho em tao mà tao lo. Nhưng mà cái xe của chị đang chắn đường xe của em ấy, chị đánh cái xe đi. Cái xe thì làm sao? Cái đường này là của chung nhá, tao thích để đâu tao để đây. Chứ cái đường này là của bà cô ông cố nhà mày, mày cấm tao để được. Chị Linh ơi, tôi thì nể tình chị em mình là hàng xóm với nhau, chị giúp em một lần thôi ạ. Em xin chị đấy. Nói nhiều thật đấy. Mày đi ra trước đi, tao thanh toán xong tao ra. Chị nhanh giúp em nhá. Tao đã bảo là đi ra trước đi chứ còn. Dạ vâng ạ. Mày lâu thế nhỉ? Ê cô ơi, con làm sao vậy? Xe hỏng à? Dạ không phải ạ, em trai của em bị đau bụng, em đưa nó đi viện. Nhưng mà cái xe này tự nhiên đỗ ở đây, em không lùi xe ra ngoài được. Mà chị ấy còn ngồi trong kia kìa, em gọi mấy lần không ra. Cô ấy là ai vậy? Cậu đưa tôi vào gặp cô ấy đi. À, chị ấy kia rồi ạ. Tại sao cô ta có thể thong dong nghe điện thoại vậy nhỉ? Chị Linh ạ. Vâng ạ. Vâng vâng. Vâng ạ. Dạ. Thế thì tốt quá, chúc mừng anh nhá. À thế thì là hôm nào mà rảnh thì em mời hai anh em mình đi cà phê nhỉ? Dạ vâng. Cô dạ. Ơi, cô ra đằng kia xem xe của cô thế nào đi. Có xe nào ấy tông trúng xe cô rồi kìa. Cái gì? Xe tôi bị làm sao cơ? Đâu đâu đâu. Xe tôi bị làm sao? Đâu? Xe có làm sao đâu nhở? À, là mày lừa tao đúng không thằng kia? Là tôi đấy. Tại sao cậu ấy nhờ cô di chuyển chiếc xe này ra chỗ khác mà cô không thèm di chuyển à? Đến lúc tôi bảo chiếc xe này bị chiếc xe khác đâm vào thì cô bắt đầu cuống cuồng lên. Là sao vậy? Hóa ra đối với cô ấy, mạng sống của một con người không quý giá bằng chiếc xe này à? Đương nhiên rồi. Làm sao mà cái mạng sống của bọn nghèo hèn chúng mày bằng được chiếc xe của tao chứ? Mày có biết là xe này của tao bao nhiêu tiền không hả? Thôi, em xin hai chị đấy, hai chị giúp em đi.
em trai của em cần đi viện mà. Tao không thích nhanh đây. Trừ khi bây giờ nhá, mày quỳ xuống xin lỗi tao, nghe chưa? Quỳ xuống xin lỗi thì tao tha cho, không thì cứ đợi đấy nhá. Này nhá, cô vô lý nó vừa phải thôi. Cô mau di chuyển chiếc xe ra nhanh lên. Nếu như em trai của cậu ấy có mạnh hệ gì, cô không gánh được trách nhiệm đâu. Tao không thích đấy. Thôi, em xin hai chị đấy. Thôi rồi, cậu vào gì em trai của cậu, di chuyển ra chiếc xe kia của tôi đi. Tôi sẽ đưa em trai của cậu đi bệnh viện. Còn cô ấy, nhân quả không chừa một ai đâu. Mày dám chửi ẻo tao à? Hai chúng mày nó cứ đợi đấy, rồi biết tay tao. Được rồi, chúng mày biết tay tao. Con kia thì tao không biết là đứa nào, nhưng mà còn thằng Toàn nhà quê nhá, phải chết với tao. Quả này nhá, tao cho mất việc luôn. Alo, có phải là anh Đức không ạ? Dạ vâng, em muốn phản ánh một nhân viên công ty anh dám thái độ với khách hàng là em đấy ạ. Em yêu cầu anh đuổi việc cậu ta ngay lập tức đi ạ. Vâng. Chị để em lái cho ạ, em làm taxi, em thạo đường lắm ạ. Ừ, thì con lái xe đi, để tôi trông chừng em đó nhá. Dạ vâng ạ. À, từ từ đã. Alo, của Tuấn à? Tôi xin lỗi cậu nhá, ngày hôm nay tôi có việc đột xuất, cho nên là tôi không ký được hợp đồng với cậu đâu. Tôi hứa, tôi sẽ sắp xếp một thời gian rảnh, rồi tôi sẽ ký hợp đồng với cậu nhá. Bây giờ tôi có việc rồi. Chào cậu. Sao tự nhiên lại hủy cuộc gặp nhỉ? Khó khăn lắm mới xin được cuộc gặp này để mà ký hợp đồng. Bây giờ mà không ký được hợp đồng thì công ty mình chết chắc rồi. Đau đầu quá. Gọi cho tôi giám đốc Linh lên đây. Trốn ra ngoài uống cốc cà phê không yên. Không biết là gọi mình có việc gì đây. Vào đi, vào đi. Dạ, chủ tịch gặp em ạ. Tôi gọi cho cô nãy giờ mà bây giờ không có mặt là sao? Em đi gặp đối tác ạ. Tôi đang có chuyện quan trọng cần hỏi cô đây. Cái hợp đồng mà tôi đưa cho cô để giao cho công ty FPM ấy, cô đã kiểm tra kỹ chưa? Em đã kiểm tra kỹ lắm rồi, rất là ok mà. Mà em tưởng hôm nay chủ tịch đi gặp bên chủ tịch bên đấy để bàn về hợp đồng ạ. Thì đây, bây giờ nó mới ra chuyện đây này. Đang yên đang lành chả có việc gì, tự nhiên chủ tịch bên đấy gọi cho tôi bảo là hủy cuộc hẹn. Tôi mới đang lo là một là cái hợp đồng có vấn đề, hai là có công ty nào chơi xấu mình đấy. Thôi được rồi, chủ tịch đừng lo lắng nữa, để em đi tìm hiểu ạ. Không cần đâu. Bên đối tác có gọi cho tôi ấy, bảo là bên đấy sẽ sắp xếp một buổi hẹn khác. Nhưng mà cô cứ xem lại cái hợp đồng đi nhá, chuẩn bị thật kỹ vào. Dạ vâng ạ, em xin phép ạ. Cậu Toàn, cậu làm gì ở đây đấy? Em chào chủ tịch ạ. Em là lái xe mới của công ty mình, em được phân công lái xe cho chị đấy ạ. Chị đi đâu để em đưa chị đi ạ? Thế thì cậu đưa tôi đến công ty Vivu nhá. Dạ vâng, em mời chị lên xe ạ. Cậu bảo sao? Có nghĩa là cậu bị phản ánh sai sự thật, thế là cậu bị đuổi việc ngay trong cái hôm mà đưa em trai đi bệnh viện à? Dạ vâng ạ. Mà rõ ràng là từ đầu ấy, em chưa có bao giờ có thái độ vô lễ với khách hàng bao giờ cả. Nhưng mà ban giám đốc cũng không nghe em giải thích, nhất quyết đuổi việc em đấy ạ. Tại sao lại có chuyện vô lý như thế nhở? Mà thôi, cũng chẳng sao đâu chị ạ. Cũng may em bị đuổi việc ở đó, nên em mới có cơ hội xin vào công ty của mình làm việc. Và may mắn hơn nữa ấy, là em được lái xe cho chị, là ân nhân của mình. Hôm đó may mà có chị,
Em trai của em mới được đưa đến viện sớm đấy ạ. À mà nhắc mới nhớ đấy, em trai của cậu sao rồi? Thằng bé được bác sĩ chẩn đoán ấy là viêm ruột thừa cấp, nhưng mà may sao được đưa đến viện kịp thời nên không sao chị ạ. Thằng bé vẫn nhắc em ấy là tìm chị để cảm ơn suốt đấy ạ. Vậy thì tốt rồi, ơn huệ cái gì chứ. Nếu mà ngày hôm đó gặp phải người khác ấy thì người ta cũng giúp đỡ như tôi thôi. Nhưng mà nhiệt tình như chị thì ít người làm được lắm đấy ạ. Dạ, chủ tịch gặp em có chuyện gì thế ạ? Cô Linh, cô cho nhân viên ấy chuẩn bị thật chu đáo vào. Hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp chủ tịch công ty FVM đấy. Chủ tịch công ty FVM đến đây ạ? Ừ, tôi đã bảo là để đích thân tôi sang bên đây ký hợp đồng. Nhưng mà cô ấy không muốn, cô lại muốn là đến đây coi như là để xin lỗi cái vụ lần trước. Đấy, thế nên là cô phải chuẩn bị thật kỹ vào. Hợp đồng này ấy, thành công, cô sẽ được chọn thưởng đấy. Dạ vâng, em cảm ơn ạ, em sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ. Nhanh nhá. Dạ. Công ty này lớn thật chị nhỉ, chắc là làm ăn được lắm đây. Nhưng mà em thấy vẫn chẳng bằng công ty của mình. Chúng ta không nên đánh giá một sự vật hiện tượng thông qua vẻ bề ngoài của nó đâu. Con người cũng vậy, có rất nhiều người ấy, bên ngoài thì rất sang trọng lịch sự, nhưng mà bên trong ấy, nhân cách thì thối nát đấy. Dạ vâng ạ. Lần này chủ tịch đã giao cho mình nhiệm vụ là phải tiếp đón chủ tịch của công ty SVM. Mình phải làm cho thật tốt mới được. Nếu mà làm tốt ấy, chắc chắn là mình sẽ được thăng chức rồi. Tại sao bọn này lại đến đây nhở? Thôi chết, hay là nó biết cái vụ nó bị đuổi việc là do mình. Nhưng mà không sao, bà ở đây chẳng ngán một ai cả. Nhưng hôm nay là ngày tốt của tao, tao không thể để cho chúng mày làm hỏng chuyện của tao được. Đi nhá. Dạ. Sao, mày còn nhớ tao chứ? Chị Linh, chị làm việc ở đây à? Ê, cô ta là ai đấy? Dạ, cô ta là cái người mà chặn xe em hôm trước đấy ạ. À, hóa ra là cô à? Cô làm việc ở công ty này à? Tự nhiên hôm nay lại gặp cô, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Oan gia ngõ hẹp á? Ừ. Này, hình như tao mới là người phải nói câu đấy mới đúng đấy. Hôm trước ý, tao còn chưa kịp thuê đầu gấu để đánh mày, vậy mà bây giờ mày đã xuất hiện ở đây rồi à? Sao? Lại định ăn vạ chuẩn bị đuổi việc chứ gì? Mà tao cũng nói luôn này, tao bây giờ ý, là giám đốc của công ty này, quyền cao chức trọng. Chúng mày có muốn kiện ý thì cũng chỉ là kiện của khoai thôi. Chị Linh, chuyện tôi bị đuổi việc sao chị lại biết được? Tại sao tao lại không biết được chứ? Tao ấy chính là người đã gọi điện cho giám đốc bên mày, yêu cầu anh ấy đuổi việc mày đấy. Chị, vì tao là giám đốc nên là chỉ cần một cuộc điện thoại của tao thôi là bất kỳ đứa nào cũng có thể bị mất việc ngay. Đen cho mày là dây phải tao rồi. Cô ngang ngược nó vừa phải thôi. Cô có biết là chỉ vì một cuộc điện thoại của cô ấy mà cậu Toàn đây bị mất việc không? Trong khi em trai của cậu ấy đang nằm trong bệnh viện đấy, tại sao cô có thể nhẫn tâm đẩy người ta vào bước đường cùng như vậy? Này, ta không cần quan tâm. Mà mày biết cái việc mà nó bị đuổi việc ấy cũng là do mày đấy. Ai bảo mày chú ẻo chọc giận tao? Tao không biết mày là ai thì tao chẳng phải xử thằng Toàn. Này, cái chuyện ngày hôm đó ấy, rõ ràng là cô sai trước. Vậy mà bây giờ cô cứ đổ lỗi đầu của tôi là sao nhở? Cô không sợ bị quả báo à? Này con kia, tại sao mày cứ liên tục chú ẻo tao thế? Hả? Tao nói cho hai đứa mày biết này, tao còn chưa kịp gặp quả báo ấy thì cả hai đứa mày đã lần lượt gặp báo ứng rồi đấy, nghe chưa? Thằng này thì bị mất việc, còn mày nhá, sớm muộn gì tao cũng tìm được chỗ làm của mày, rồi mày cũng sẽ bị mất việc thôi, nghe chưa? Được, vậy thì tôi sẽ chờ cô, để xem cô dở cái trò gì với tôi nhá. Cũng mạnh miệng gớm nhở. Công ty của tao ấy là một công ty rất là lớn mạnh. Mày có biết là chủ tịch của công ty FVM ấy cũng phải đích thân đến đây để cầu cạnh tao không? Đấy là mày đã biết địa vị của tao rồi chứ? Kệ cô ta đi, để cho cô ta nói. Sao? Mày sợ rồi chứ gì? Nếu mà sợ ấy, thì quỳ xuống, xin lỗi tao đi. Biết đâu đấy, tao lại tha thứ cho chúng mày. À nhưng mà cũng chưa biết được đâu. Tại vì cái tính của tao ấy, nó thủ dai nhớ lâu lắm. Tôi chẳng sợ gì cả. Với lại ấy, tôi cũng chẳng có nhiều thời gian đến đây đôi co với cô làm gì. Ngày hôm nay tôi đến đây là muốn hợp tác với công ty của cô. Tôi muốn gặp chủ tịch công ty của cô. Chính vì thế cô nhường đường cho tôi đi. Gặp chủ tịch công ty tao á? Mày nghĩ mày là ai đấy mà đòi gặp anh ấy hả? Mày có đang hoa tưởng quá không vậy? Tôi là đối tác công ty của cô đấy. Đáng lẽ ra gặp khách hàng thì cô phải có thái độ tiếp đón nồng nhiệt chứ.
Tại sao cô lại có thái độ như vậy? Khách á? Này, cái lũ nhà quê chúng mày mà đòi làm khách của công ty tao à? Chủ tịch của công ty tao ấy bây giờ cũng không rảnh để tiếp đón chúng mày đâu nhá. Anh còn đang bận đi đón chủ tịch công ty FPM đấy. Thế là anh đây chính là... Thôi, là cái gì? Là cái lũ nhà quê chứ gì? Chúng mày mau cút ra khỏi đây nhá. Đừng để tao gọi bảo vệ đến đây. Tao không rảnh để tiếp chúng mày đâu. Tao còn đang phải bận đi đón khách đấy. Cô bảo là cô đón khách à? Vậy mà khách đang đứng trước mặt của cô ấy này, thì cô đuổi đi à? Cô có còn muốn ký hợp đồng nữa không? Này, tại sao mày nói chuyện nghe cứ như là mày là chủ tịch của công ty FPM ấy nhở? Nói như mày ấy, thì ta là chủ tịch nước đấy. Thì thôi đi, chị Lan Anh đây đúng là chủ tịch của FPM, đến đây để ký hợp đồng đấy. Chị không mong mà chế vào trong đi à? Mày thôi đi, có phải là hai đứa chúng mày nghe ta nói nên là muốn mạo danh chủ tịch công ty FPM đúng không? Đừng để ta phải gọi công an đến nhá, chúng mày sẽ bị vào tù vì mạo danh người giàu có đấy. Cô đúng là hết thuốc chữa ở đây. Được rồi, cái bản hợp đồng này tôi sẽ không cần ký nữa. Cô cứ trỏ đấy. Cái lũ rảy rách này, chúng mày tưởng đang đóng phim đấy à? Hả? À? Từ từ đợi tao. Dạ, alo chủ tịch ạ. À? À, vâng, em đang đứng ở dưới sảnh công ty đợi đấy ạ. À. Nhưng mà em vẫn chưa thấy công ty đối tác đến ạ. À. Vâng ạ, à, anh thử gọi cho chị ấy xem sao ạ. À. Dạ vâng. Cô vừa bảo với tôi là quả báo còn lâu mới đến đúng không? Vậy thì cô hãy đón chờ quả báo đi nhá. Chủ tịch công ty của cô ấy đang gọi điện tôi đây này. Mày tưởng tao sợ mày chắc? Alo, tôi nghe đây. Anh Tuấn đấy à? Tôi đến công ty của anh rồi, nhưng mà giám đốc tên Linh gì đó ở công ty anh ấy cứ một mực không cho chúng tôi vào, lại còn buông lời sỉ nhục chúng tôi nữa. Thậm chí cô ấy còn đuổi chúng tôi về nữa cơ. Tôi nghĩ là cái bản hợp đồng lần này chúng ta không cần phải ký kết với nhau nữa đâu. Chúng ta về đi. Dạ. Lũ rẻ rách. Chủ tịch. Chết. Không lẽ nó là chủ tịch thật à? Rồi làm nào bây giờ? Phen này mình chết thật rồi. Ở kia, Lan Anh. Lan Anh, cô dừng lại đợi tôi một chút đã. Anh còn chuyện gì mà nói nữa? Linh, cô mau lên đây giải thích cho tôi biết chuyện gì đi. Cô Linh, cô giải thích cho tôi xem. Tôi bảo cô đứng đây đón khách mà cô đuổi khách về là sao? Dạ, em xin lỗi ạ. Em không biết chị ấy là chủ tịch của công ty FPM. Em cứ tưởng... Tưởng làm sao? Vừa nãy cô mạnh miệng lắm cơ mà, còn đòi đuổi tôi về nữa cơ mà. Tại sao bây giờ lại lắp bắp như vậy? Dạ, em xin lỗi ạ. Là do em hồ đồ, mong chị bỏ qua cho em ạ. Thế là... cô còn làm cái chuyện gì nữa hả? Này, tôi nói cho cô biết nhá, cái hợp đồng này mà tôi mất đi ấy, cô từ chức đi. Dạ, thưa chủ tịch, để em giải thích rõ ràng với chị ấy ạ. Dạ, thưa chị, em xin lỗi chị, đây cũng chỉ là chuyện cá nhân thôi ạ. Mong chị bỏ qua cho em. Chị bảo em làm gì em cũng làm, chị bảo em quỳ xuống, em cũng quỳ. Em chỉ xin chị là đừng làm ảnh hưởng đến chuyện hợp đồng lần này được không ạ? Cô diễn giỏi nhở? Tại sao không đi làm diễn viên đi? Làm giám đốc làm gì? Còn anh nữa, có phải là ngày thường ấy, anh vẫn hay dung túng cho cô ta đúng không? Tại sao anh có thể chứa chấp một cái loại nhân viên như này ở trong công ty được nhở? Dạ. Về cái chuyện hợp đồng ấy, tôi cần phải xem xét lại đấy. Tôi làm gì có dung túng cô ấy đâu ạ. Nhưng mà... Này, ai đó có thể giải thích cho tôi biết là đang có chuyện gì không ạ? Anh đi hỏi cô nhân viên của anh ấy. Tôi không có nhiều thời gian để giải thích với anh đâu. Con ạ, còn cái hợp đồng ạ? Bây giờ anh vẫn nghĩ là tôi vẫn còn đủ tâm trạng để bàn hợp đồng với anh à? Bây giờ tôi hỏi anh nhá, vào một ngày nào đó anh đến công ty của tôi, xong rồi chịu sự mắng chửi, sỉ nhục của nhân viên tôi, thì anh cảm thấy như thế nào? Dạ, đây cũng là lỗi ở phần tôi ạ, trong việc quản lý nhân sự ạ. Nhưng mà cái hợp đồng này rất quan trọng với tôi ạ. Anh cứ lo cái chuyện giải quyết nội bộ công ty của anh đi.
mà tôi bảo này, nếu như anh vẫn còn giữ một người có nhân cách kém làm lãnh đạo ấy, thì chắc chắn công ty của anh một ngày nào đó sẽ phá sản thôi. Tôi nói như vậy, nói ít nhưng mà mong anh hiểu nhiều. Lan Anh, Lan Anh. Chủ tịch, vậy là công ty của mình có cơ hội đúng không ạ? Tôi thì còn cô thì không có đâu. Cô mau khai ra đi, cô đã làm những cái chuyện gì mà để cho chủ tịch công ty FM tức giận như thế hả? Lan Anh ấy là người rất là tốt bụng, hiểu chuyện. Cô ấy không bao giờ tức giận như thế đâu. Chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Đến nước này mà cô còn bảo hiểu nhầm, cô vẫn không chịu nói ra cho tôi à? Nói cho cô biết nhá, ở cái công ty này ấy, rất nhiều người phản ánh về cô rồi, nhưng mà tại sao tôi vẫn bỏ lơ cho cô? Vì bố cô ấy là bạn của bố tôi. Nhưng mà sau cái chuyện này nhá, tôi sẽ không dung túng cho cô nữa đâu. Viết đơn xin nghỉ việc đi. Chủ tịch. Làm thế nào bây giờ?